Đây là thời điểm phụ nữ có chồng dễ sa ngã nhất, đàn ông phải biết. Quý vị thân mến, đàn ông vốn là đối tượng dễ sa ngã ngoại tình hơn trong hôn nhân, với tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với phụ nữ. Dù đàn ông ngoại tình thường không có bất cứ lý do nào có thể biện hộ, tuy nhiên, thực tế vẫn có những thời điểm nhạy cảm hơn khiến đàn ông dễ lung lay. Đàn ông không phải bỗng dưng một ngày đẹp trời mà có quan hệ ngoài luồng. Thực tế, người ta đã nhận ra có những giai đoạn được cho là nhạy cảm để chồng bạn có thể ngã vào một mối quan hệ khác dễ dàng. Nhưng thực lòng mà nói thì trong cuộc sống ngày nay, phụ nữ cũng không còn như trước nữa. Họ cũng sẵn sàng lao vào những cuộc tình ngoài hôn nhân. Nếu như có những yếu tố tác động từ cả bên trong lẫn bên ngoài, thì phụ nữ thường sa ngã, thường ngoại tình vào thời điểm nào? Và vì sao lại như vậy? Trong video ngày hôm nay, Hãy Sống Khác sẽ chia sẻ rõ hơn về vấn đề này, quý vị nhé! Khi phụ nữ sa ngã vào ngoại tình, phần lớn là do không có hạnh phúc trong hôn nhân. Có một số nguyên nhân khác dẫn đến hệ quả này, nhưng việc không có hạnh phúc là lý do lớn nhất, bởi vì khao khát lớn nhất của đời người con gái chính là có được một mái ấm trọn vẹn. Vì vậy mà có những thời điểm phụ nữ gần như không bao giờ bị sa ngã hay là nghĩ đến người đàn ông khác ngoài chồng của mình. Đối với phụ nữ thì thời gian mới bắt đầu yêu và thời gian ngay sau đám cưới là quãng thời gian hạnh phúc nhất đối với họ. Khi mới kết hôn thì suy nghĩ và trái tim của người phụ nữ đều dồn hết vào người chồng của mình. Họ chìm đắm trong niềm vui và hạnh phúc, sự chiều chuộng người đàn ông mới cưới của mình. Cho nên dĩ nhiên họ chẳng muốn bận lòng vào một người đàn ông khác hay nảy sinh tư tưởng ngoại tình. Cái này nó còn đúng với cả những người phụ nữ có tính lăng nhăng nhất. Dù là người phụ nữ lẳng lơ đến đâu, thì khoảng thời gian sau đám cưới, họ cũng không bao giờ nghĩ trong đầu họ sẽ lên giường với một người đàn ông khác. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt như đám cưới đó không phải là điều mà người phụ nữ mong muốn. Thời điểm mà phụ nữ gần như sẽ không nghĩ đến người đàn ông khác. Thời điểm thứ nhất là sau khi sinh con, phụ nữ thường trở nên thiếu tự tin. Họ thiếu tự tin với vóc dáng của mình. Họ cảm thấy khó có thể quyến rũ một người đàn ông trong hoàn cảnh đó. Thời điểm thứ hai chính là vì con cái. Sau thời điểm sinh con, họ dành rất nhiều thời gian cho con cái. Họ nghĩ đến đứa trẻ nhiều hơn cả người chồng và bất kỳ người đàn ông nào khác. Khi có trách nhiệm với một điều gì đó thì con người ta ít khi có những ham muốn lệch lạc, bởi vì trách nhiệm sẽ luôn được ưu tiên nhiều hơn. Nhưng cũng có những thời điểm họ lại rất dễ ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác. Vậy thì thời điểm nào phụ nữ ngoại tình nhiều nhất? Khi nói về điều này, chúng ta nên nhìn nhận ở hai khía cạnh. Một là hoàn cảnh, hai là độ tuổi. Theo số liệu khảo sát xã hội học gần đây cho thấy, đa số phụ nữ sẽ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi 30 đến 40. Đây là giai đoạn đã qua thời kỳ tươi mới của hôn nhân, tình cảm đã không còn mặn nồng nữa. Lúc này, trong mắt của người phụ nữ chỉ toàn là khuyết điểm của chồng. Họ cảm thấy có nhiều bế tắc khó giải quyết được trong cuộc sống. Một nguyên nhân rất quan trọng trong độ tuổi này của phụ nữ, đó là độ chín của tuổi tác. Nếu nhìn vào hiện thực, chúng ta đều dễ dàng thấy rằng phụ nữ ở độ tuổi này mới là những người hấp dẫn nhất. Họ tự tin vào điều đó. Việc tích lũy vốn sống của phụ nữ trong độ tuổi 30 đến 40 cũng là độ tuổi hoàn thiện nhất. Vì sao phụ nữ ở giai đoạn này lại mặn mà đến vậy? Bởi vì họ đã thoát ra khỏi những áp lực của con cái, của sự nghiệp. Họ dành thời gian để chăm chút cho bản thân mình. Một lý do khác
đó là phụ nữ trong độ tuổi 30 đến 40, ham muốn của phụ nữ đạt đỉnh và lớn nhất, mãnh liệt nhất. Nhưng một khi những ham muốn khát khao không được thỏa mãn quá lâu, sẽ khiến cho người phụ nữ nghĩ nhiều hơn đến đàn ông. Đây là những động tác từ bên trong thúc đẩy nghĩ và hành vi bên ngoài của phụ nữ. Như vậy, từ những lý do trên, chúng ta có thể thừa nhận rằng sau khi kết hôn thì thời điểm mà phụ nữ dễ ngoại tình nhất đó là khi họ bước sang độ tuổi từ 30 đến 40. Trong cuộc sống, hoàn cảnh khiến phụ nữ sẽ lên giường với người đàn ông không phải chồng mình. Hoàn cảnh thứ nhất là không hòa hợp về chuyện chăn gối. Vợ chồng khi không hòa hợp về chuyện chăn gối thì tình cảm vợ chồng cũng dần xấu đi. Có câu nói rằng đầu giường có xích mích thì hòa giải ở cuối giường, nhưng sẽ làm rắc rối trầm trọng hơn nếu như hai người họ ở chung giường nhưng lại không sinh hoạt vợ chồng đều đặn và hiệu quả. Vì sao lại nói là hiệu quả? Bởi vì sau khi kết hôn, nhất là khi độ tuổi càng cao, sức khỏe càng giảm thì tình dục coi trọng. Chất lượng hơn là số lượng đều đặn nhưng phải hiệu quả. Hoàn cảnh thứ hai là đời sống vợ chồng không hòa thuận. Đối mặt với một người trong hàng chục năm trời đều gây ra cảm giác mệt mỏi, nhàm chán. Cũng giống như chúng ta phải ăn một món trong thời gian quá dài nhưng vẫn phải ăn vậy. Khi chúng ta không ăn được nữa thì chúng ta khó chịu, chúng ta bỏ bữa, chúng ta cáu kỉnh. Và từ đó nó phát sinh mâu thuẫn bất hòa, chưa kể là còn do kinh tế chi phối, tác động tiêu cực từ bên ngoài đến cuộc sống hôn nhân. Vợ chồng có những mâu thuẫn nhỏ là chuyện rất bình thường, nhưng nếu nó phát triển thành cãi vã hàng ngày thì thực sự mối quan hệ đã tan vỡ. Ngoài cãi vã còn có kiểu bạo hành lạnh lùng, người đàn ông lâu ngày không quan tâm đến phụ nữ, thậm chí còn đối xử lạnh nhạt, mắng mỏ, đánh đập, rất có thể sẽ ép buộc phụ nữ phải nổi loạn. Phụ nữ dù ở độ tuổi nào cũng muốn được cưng chiều. Khi không được đáp ứng cái điều này thì không còn cách nào khác, người phụ nữ sẽ sớm bước vào vòng tay của những người khác, dù chỉ là tình một đêm hay là mối quan hệ lâu dài. Đây là lý do vì hoàn cảnh lớn nhất khiến phụ nữ lừa dối và đàn ông nhất định phải chú ý đến điều này. Hoàn cảnh thứ ba là sự cô đơn. Khi người phụ nữ cảm thấy cô đơn và không có người đồng hành thì họ thường trở nên yếu lòng. Khi một người phụ nữ đang trong mối quan hệ xa cách người đàn ông, không thể đồng hành cùng họ trong những lúc khó khăn, hoặc là người đàn ông quá bận rộn công việc, không có đủ thời gian để đồng hành quan tâm đến tâm trạng, cảm xúc của người phụ nữ. Hoặc có thể khi phụ nữ bị đàn ông bỏ rơi hay phớt lờ một thời gian dài. Tất cả những điều này sẽ đưa người phụ nữ đến cảnh cô đơn buồn tủi và họ khao khát có một bờ vai khác. Nếu có một người khác giới có thể dành sự quan tâm và yêu thương họ vào thời điểm này, chắc chắn họ sẽ không khỏi rung động. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ về những thời điểm mà phụ nữ dễ dàng sa ngã dẫn đến ngoại tình nhất. Có người từng nói, những lỗi lầm của phụ nữ đều có sự đóng góp không nhỏ của người đàn ông và ngược lại. Nó đều có tác động bù trừ với nhau. Khi biết được những thời điểm mà phụ nữ dễ đi sai hướng nhất, thì người đàn ông cũng nên biết cách chủ động xử lý. Hãy dành cho họ sự quan tâm cả về tâm lý lẫn sinh lý, thấu hiểu được mong muốn, khao khát của nhau để tránh xảy ra những cái điều đáng tiếc các bạn nhé. Các dấu hiệu vợ chán chồng bạn phải biết. Trong cuộc sống vợ chồng, việc vợ chồng chung sống với nhau lâu ngày dễ dẫn đến chuyện chán ghét nhau. Nếu không giải quyết vấn đề này ổn thỏa thì vợ chồng sẽ thường xuyên xung đột và làm rạn nứt hôn nhân. Nếu vợ bạn có những biểu hiện dưới đây thì hãy cẩn thận
vì có thể cô ấy đang chán bạn. Nguyên nhân dẫn đến việc vợ chán chồng của phụ nữ có thể là nguyên nhân khách quan, nhưng cũng một phần do nguyên nhân chủ quan, từ tâm lý và tình cảm của người phụ nữ. Dưới đây là một vài nguyên nhân cơ bản dẫn đến hiện tượng vợ chán chồng. Nguyên nhân chủ quan dẫn đến việc chán bỏ mối quan hệ vợ chồng là do sự thay đổi tình cảm của người phụ nữ. Có thể người phụ nữ bên cạnh bạn đã không còn thích tính cách và con người của bạn, luôn chán ghét tất cả những hành động mà bạn làm. Thậm chí tệ hơn nữa là họ đã có người khác thay thế bạn. Tuy nhiên, mọi nguyên nhân đều có lý do của nó. Chính vì thế, để dẫn đến nguyên nhân này, bạn cần phải xem lại bản thân mình, xem đã làm những gì khiến vợ mình không còn yêu thương mình như trước nữa. Nguyên nhân khách quan, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc vợ chán chồng. Trong hầu hết các mối quan hệ vợ chồng, yêu và cưới là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Khi yêu, người ta thường bộc lộ tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình cho người mình yêu, giấu đi những điều không tốt. Tuy nhiên, khi cưới thì ngược lại, bởi chung sống cùng nhau, ăn ngủ cùng nhau, nên mọi tật xấu đều được bộc lộ. Đó có thể là yếu tố gây chán nản đối với một số bà vợ, cảm giác như chồng mình biến thành một con người khác. Vấn đề kinh tế cũng trở thành nguyên nhân gây nên sự chán nản trong hôn nhân. Tình yêu của các bạn không chỉ còn là màu hồng, là những lời đường mật, mà cả hai đều phải lo lắng cho cuộc sống, cho cái ăn, cái mặc, cho công việc thường ngày. Chính vì thế mà hai vợ chồng đều áp lực mệt mỏi, dẫn đến chán ghét nhau. Vấn đề quan hệ tình dục cũng là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến việc vợ chán chồng, vợ không muốn quan hệ với chồng. Theo nghiên cứu, có hơn 70% cuộc hôn nhân tan vỡ vì vấn đề tình dục. Chính vì thế, bạn cần phải trau dồi kỹ năng kiến thức nhất định để nó không trở thành vấn đề giữa hai người. Các biểu hiện cho thấy người phụ nữ đã chán chồng hờ hững trong chuyện giường chiếu. Nếu như dạo gần đây vợ bạn không còn thích thú trong chuyện chăn gối, vợ lạnh nhạt và không muốn tiếp xúc thân thể với bạn, thì hãy chú ý nhiều hơn. Tần suất chuyện chăn gối càng giảm thì có nghĩa tình cảm của cô ấy dành cho bạn cũng đang dần lạnh nhạt hơn. Có thể do kỹ năng và kiến thức của bạn không đủ tốt để thỏa mãn cô ấy, hoặc có thể có những nguyên nhân nào đó về sức khỏe khiến cho cô ấy không muốn quan hệ. Dù là nguyên nhân nào cũng nên tìm hiểu thật kỹ để kịp thời hàn gắn cho tình cảm vợ chồng. Luôn nổi cáu với bạn, dù bạn làm bất cứ điều gì, cô ấy đều cảm thấy chán ghét và nổi cáu với bạn, thì xin chia buồn, vợ bạn đang chán bạn đến cực độ. Mọi chuyện bạn làm chưa hẳn đã sai, ngược lại có nhiều chuyện trước giờ cô ấy vẫn rất thích, nhưng đột nhiên lại cáu gắt. Nếu tình trạng này xảy ra, hai bạn nên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau để tránh mối quan hệ trở nên rạn nứt thêm. Không quan tâm đến bất kỳ điều gì. Ngày trước có thể vợ bạn luôn cào nhào, phàn nàn về thói lôi thôi của bạn, luôn chăm lo cho bạn từ bữa ăn giấc ngủ, hỏi thăm bạn khi mệt mỏi ốm đau. Nhưng bỗng dưng một ngày nào đó, sự quan tâm đó không còn, bạn không còn phải nghe những lời trách móc hàng ngày đó nữa. Vợ bạn không để tâm đến bất kỳ điều gì thuộc về bạn. Lúc này, hãy tìm hiểu nguyên nhân tại sao cô ấy lại như vậy. Tìm ra những lỗi sai của mình và xin lỗi cô ấy một cách thành khẩn nhất. Một người phụ nữ khi cô ấy không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì, có nghĩa là cô ấy đã không còn thuộc về bạn. Hãy cố gắng níu giữ lại tình yêu của mình. Phụ nữ lăng nhăng chắc chắn sẽ làm điều này với đàn ông. Quý vị thân mến, điều quan trọng nhất để giữ gìn được sự chung thủy giữa nam và nữ là tình yêu và sự tin tưởng dành cho nhau. Nhưng trong quá trình yêu nhau thì trái tim của nhiều người đã thay đổi và họ rất giỏi che giấu đối phương. Dù biết tình dục là bản chất của con người, nhưng nếu chỉ quan hệ với nửa kia của mình
thì không có vấn đề gì. Còn nếu là lăng nhăng thì hầu hết mọi người đều không thể chấp nhận được. Vậy thì khi yêu, người đàn ông cần tránh những người phụ nữ như thế nào và làm như thế nào để nhận ra người phụ nữ có lăng nhăng hay không, có xứng đáng để làm người phụ nữ bên cạnh bạn hay không? Trong phần tiếp theo, Biết Sống sẽ chia sẻ cho các bạn về một số mẫu phụ nữ. Họ rất dễ phản bội bạn và có sẵn cái tính lăng nhăng trong cơ thể họ rồi các bạn nhé. Thứ nhất, kiểu phụ nữ không bao giờ có khái niệm giữ khoảng cách với người khác giới. Kiểu phụ nữ không có khái niệm giữ khoảng cách với người khác giới lại rất dễ bị nhìn nhầm là những người phụ nữ quyến rũ. Một cô gái mà thấy người đàn ông là xà tới bắt chuyện, dễ dàng cho số điện thoại, rồi cười nói bắt tay, nắn chân, không ngại động chạm cơ thể hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, thì đây là những người phụ nữ lăng nhăng. Vì sao đàn ông thường nhầm những người phụ nữ lăng nhăng này với kiểu phụ nữ quyến rũ? Bởi vì đàn ông thường dễ bị những cái cử chỉ thân mật, hành vi và lời nói gợi ý đến tình dục làm cho mở mắt. Thường thì đàn ông khi trông thấy những người phụ nữ này thường nghĩ ngay đến cái việc quan hệ tình dục với họ, chứ không nghĩ đến tình yêu lâu dài. Thứ hai là kiểu phụ nữ luôn gạ gẫm những người đàn ông đã có gia đình. Nhiều người phụ nữ dù biết người đàn ông đó đã có gia đình, nhưng họ vẫn liếc mắt đưa tình, vẫn gần gũi đụng chạm và gạ gẫm tán tình, thì đó là một người phụ nữ đáng sợ. Lỗi này cũng thuộc về đàn ông. Nhiều người đàn ông có gia đình cũng tỏ ra thích thú khi được những cô gái kiểu này tiếp cận. Có kiểu phụ nữ luôn bám lấy một người đàn ông đã có gia đình thì chủ yếu là do hai nhu cầu. Thứ nhất là do tiền và nhu cầu thứ hai không gì khác, đó chính là tình dục. Những người đàn ông có gia đình lại chịu chi cho những cô bồ nhí. Đặc biệt những cô bồ này lại rất giỏi việc bòn rút tiền của người đàn ông, rất là biết nhõng nhẽo nũng nịu. Ngoài mục đích vì tiền ra thì người phụ nữ này cũng còn có ham muốn về tình dục. Dù sao thì đàn ông có gia đình sẽ có kinh nghiệm hơn trong việc chiều chuộng và đáp ứng các nhu cầu của những người phụ nữ này. Thứ ba là kiểu phụ nữ tùy ý đưa đàn ông về nhà. Có nhiều người phụ nữ lại rất thích đưa người đàn ông về nơi ở của mình. Nếu là một người bình thường, nhưng hàng tuần hàng tháng họ thường đưa một tá đàn ông về phòng trọ hay là nhà ở của mình khi chỉ có hai người, không cần biết là thân hay sơ kiểu gì, miễn là họ thích. Vì vậy, khi bạn quan sát thấy một người phụ nữ mà thường xuyên đưa những người bạn trai khác nhau về nhà mình hay là về phòng trọ của mình, thì đó là những người phụ nữ không an toàn. Họ thay người yêu như là thay áo vậy, không có khái niệm chung thủy hay là gắn bó nào, và với những người phụ nữ kiểu này thì càng nhiều người đàn ông trải qua với họ thì họ càng được lợi. Cái lợi ở đây có thể là vật chất và cũng có thể là nhu cầu tình dục. Và việc có quan hệ tình dục với những người phụ nữ này, người ta hay ví là chơi với dao. Rõ ràng chơi với dao thì có ngày đứt tay, đúng không ạ? Bởi vì họ đã thử trải nghiệm với rất nhiều người đàn ông.